Hôm nay ông bỏ học à? Hôm nay kiểm tra hết kỳ môn tin đấy. Tao nghỉ học thì liên quan đến mày, mà môn này cũng không quan trọng. Thì tao cũng chỉ nói thế thôi. Thôi bây giờ tốt nhất mày biến đi, tao đang chơi game. À, hôm nay cô giáo phân công tôi với ông với cả hai đứa nữa làm công tác xã hội để kiểm tra tình hình an toàn giao thông ấy. Thế thôi mày làm hộ tao đi, tao không có thời gian làm đâu. Tôi chỉ làm phần của tôi thôi, ông đừng có làm như thế. Đây, tiền đây. Lấy cầm làm mày của tao. Cầm, tự đi làm đi. Đồ ngu, không có tiền lại còn sĩ diện. Mày đang đâu đấy? Ừ, tôi đang ở quê. Thế bài hôm trước mày làm bài cho tao chưa? Hả? Tôi có bảo tôi làm bài hộ hôm đâu. Ơ, cái thằng danh này, mày ăn nói với tao thế à? Cái gì cơ? Nhãi danh á? Thì ông có khác gì thằng nhãi danh đâu. Tự làm đi nhá. À, mày chờ đấy. Hôm nào lên trường thì mày biết mặt tao nhá. Việc của tao nhờ mày à, mày không giúp tao à? Ông sẽ kiểu du côn đấy. Cha mày không dạy được mày à, mày bảo tao là du côn hả? Ông không được nói thế nhá, không được nói thế bố tôi như thế. Bố mày không dạy được mày. Tao dạy bố mày. Nhờ, có thể nói rằng là cái nguyên nhân mà do bị xúc phạm và dẫn đến mà cái người bị xúc phạm đó có những cái hành vi bột phát, và từ những cái sự bột phát đó làm phát sinh những cái hành vi bạo lực và thậm chí là dẫn đến hành vi phạm tội, là một trong những cái hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Và rất nhiều những cái vụ án đã được thống kê trên thực tế là nó cũng bắt nguồn từ chính cái nguyên nhân này. Theo thống kê của Bộ Công an thì hàng năm xảy ra khoảng trên 1.000 vụ giết người, khoảng 8.000 vụ gây thương tích, vụ án gây thương tích mà bắt nguồn từ những nguyên nhân xã hội. Mà trong đó thì cái nguyên nhân mà các cái bắt nguyên nhân bắt nguồn từ cái việc mà bản thân các cái đối tượng khi bị xúc phạm và do không kiềm chế được cái hành vi của mình, không kiềm chế được cái sự bình tĩnh của mình, đã có những cái hành vi bạo lực trở lại và biến thành một cái kẻ phạm tội. Thì có thể thấy rằng là cái hành vi bột phát mà dẫn đến bạo lực bắt nguồn từ cái sự xúc phạm này, nó diễn ra muôn hình muôn vẻ và nó xảy ra ở nhiều cái tình huống khác nhau, cũng xảy ra ở nhiều các cái đối tượng khác nhau, nhưng thông thường thì nó tập trung vào những cái đối tượng là lứa tuổi là từ 18 đến 30 tuổi và chủ yếu là nam giới. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái đối tượng mà thường thường còn trẻ, cho nên là cái khả năng kiềm chế, cái khả năng giữ bình tĩnh cũng như là những cái kỹ năng ứng xử đó, cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là những cái nhận thức về những cái luân thường đạo lý trong cuộc sống nó cũng còn có những cái hạn chế nhất định, nên chính vì thế mà họ không kiềm chế được cái khả năng cái hành động của mình, và nó hành động nhiều lúc là nó do cái bản năng, do cái bản chính cái bản năng của chúng và cũng nhiều khi là cũng do cái tâm lý của tuổi trẻ, cái sự bốc đồng của tuổi trẻ dẫn đến cái việc mà hành động thiếu suy nghĩ và gây ra những cái hậu quả thiệt hại đến cái tính mạng sức khỏe của người khác và thậm chí là những hành vi phạm tội. Hoặc cũng có thể là những cái sự bột phát trong cái khi bị xúc phạm này nó cũng có thể xảy ra từ chính những người thân, hay chẳng hạn như là vợ chồng với nhau, hay là anh chị em trong nhà, những người thân thiết với nhau. Bình thường thì họ là những người có cái mối quan hệ thân thiết, nhưng chỉ một cái lúc có thể là cái sự xích mích nhỏ tuy không được giải quyết một cách kịp thời, hoặc là cũng có thể là do cái sự ức chế từ chính những cái lỗi của cái người mà bị xúc phạm đó, cho nên là dẫn đến là cái người bị xúc phạm họ không kiềm chế được cái khả năng của mình, không kiềm chế được cái hành vi của mình, do đó họ đã thực hiện cái hành vi bạo lực. Thậm chí là ngay kể cả đối với những cái người ở các cái cơ quan công sở hoặc đồng nghiệp với nhau, nhiều khi là cũng có những cái ứng xử
và những có những cái lời nói, hành động, những cái cử chỉ mà có thể dẫn đến những cái sự xúc phạm đối với chính đồng nghiệp của mình, và họ cũng không kiềm chế được. Cho nên là cái việc mà bột phát sử dụng bạo lực khi bị xúc phạm này, nó cũng không chỉ là tập trung ở những cái người mà có những cái nhận thức kém, thậm chí là kể cả là những cái người mà có học thức cao hay là những cái người có kinh nghiệm cũng có thể sẽ rơi vào một cái tình huống họ xử lý, họ sử dụng bạo lực để mà xử lý, bởi vì họ không ở một cái thời điểm nhất định, họ không thể kiềm chế được cái khả năng của mình, và cũng do cái sự tác động của chính cái người là cái người đã xúc phạm họ, cho nên là họ đã thực hiện theo cái bản năng của họ và họ không kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Như chúng ta đều thấy rằng là một cái tâm lý chung của một người khi bị người khác xúc phạm thì sẽ rất là giận dữ. Họ sẽ vô cùng giận dữ, và cái sự giận dữ đấy nó lên đến một cái đỉnh điểm mà họ sẽ không kiểm soát được, không kiềm chế được hành vi của mình, và rõ ràng là lúc này người ta sẽ hành động trong một cái trạng thái là họ bị giận dữ và họ không kiềm chế, không giữ được bình tĩnh nữa. Và chúng ta đều biết rằng là tất cả những cái hành động, những cử chỉ, những cái lời nói mà diễn ra trong một cái trạng thái tâm lý của một người mà giận dữ hay là thiếu bình tĩnh sẽ là những cái hành vi hết sức khôn lường và có thể gây ra những hậu quả tác hại vô cùng lớn. Và trên thực tế chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều những cái vụ án giết người hay là gây thương tích đều bắt nguồn từ những cái hành vi chống trả của cái người mà bản thân họ bị cái nạn nhân và xúc phạm. Đấy, chẳng hạn như cái trường hợp mà người vợ trong cái lúc mà cãi vã với chồng, giằng co với chồng cũng không kiềm chế được, đã ra tay sát hại chồng và thậm chí là đã chặt chồng thành nhiều khúc để mà phân tán ở nhiều nơi khác nhau. Cái vụ án xảy ra ở Bình Phước, ở Bình Dương, cái vụ án xảy ra ở Bình Dương, hay là cái trường hợp mà cái người làm công cũng đã giết cả gia đình cái người chủ của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng chỉ vì là bản thân cái gia đình nhà chủ này đã có cái sự đối xử không công bằng và thường xuyên xúc phạm cái người làm công của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở đây cái sự ức chế của những cái người mà họ bị xúc phạm nó đã lên đến cái đỉnh điểm rồi, và họ không thể lúc đấy họ không thể kiềm chế được bản thân nữa, và họ bột phát thành hành động, và lúc đấy họ cũng không thể lường được rằng là cái hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ thì họ chỉ mong muốn là gì ạ? Họ bị xúc phạm, họ bị tổn thương, và họ bị sỉ nhục, và họ cần phải làm cái gì đó để mà gì ạ? Lấy lại cái danh dự của mình, và họ hành động. Đấy chính là những cái hành vi mà nó gây đến những cái hậu quả chết người hoặc là gây thương tích. Anh đã lâu chưa? Anh cũng vừa mới đến thôi. Thế hôm qua chú hỏi anh vay 20 triệu đúng không? Vâng. Anh mang tiền đến cho chú đây. Em vay có mấy hôm thôi mà. Anh cho vay thì 3.000 triệu ngày nhá. Vâng. Tức là 20 triệu thì ngày chú trả anh 60.000 đấy. Đúng rồi. Đấy. Cái này có 19.580.000. Anh lấy sẵn 420 rồi. Anh lấy lãi trước một tuần. Vâng. Em đi anh nhé. Thôi từ từ đã. Có gì thì khi nào trả lãi thì gửi bà bán nước đầu làng giúp anh. Anh qua đó thì anh lấy. Thấy chưa? Vâng. Đi đi. Alo, Dũng à? Chú thấy thằng Nam ở khu vực này không? Nó mượn anh 20 triệu. Nó chưa trả anh đâu. Nó mới trả anh được 2 tuần nhưng mà dạo này nó không trả anh nữa này. Bây giờ chú biết nó ở đâu thì khi nào gặp nó thì chú alo gọi anh ra nhá.
Alo Dũng à? Alo anh ạ. Mày đang đâu đấy? Dạo này em bận quá không gặp anh được. Anh thư thư cho vài hôm nhé. Mày không trả được ý, thì bố mẹ mày trả nhá. Chứ đừng để bọn bạn anh bắt được. Nếu bọn bạn anh bắt được ấy thì mày ăn đòn. Thôi thôi, anh đợi em một lát thì em ra gặp anh bây giờ nhé. Đến trả tiền anh ấy. Vâng ạ. Nó lừa tiền ấy, mày mất tiền là việc của mày. Nhưng mà ấy, tiền mày vay tao thì mày vẫn phải trả, nghe chưa? Vâng, thì em có định bùng tiền anh đâu, nhưng mà anh cứ tư cho mấy hôm. Mấy hôm cái gì? Bây giờ ấy, cả gốc cả lãi là 35 triệu. Mày tính thế nào để trả tiền tao đây? Em về em xoay 5 triệu anh trước mà 3 triệu trả dần. Mày thích trả dần không? Mày thích trả dần không? Chúng ta cứ thấy rằng là một những cái tình huống khác có thể nảy sinh trong cuộc sống, đó là những cái trường hợp mà cái ứng xử giữa những chủ nợ và con nợ. Thông thường thì cái quan hệ nợ nần nó là những cái quan hệ về dân sự, và đương nhiên là cái người cho vay là người có quyền đi đòi nợ, và cái người đi vay là những cái con nợ thì phải có cái nghĩa vụ thực hiện cái nghĩa vụ trả nợ của mình. Tuy nhiên thì trong cuộc sống không phải đơn giản là cứ đi vay và trả như vậy. Trong rất nhiều trường hợp, bản thân cái người đi vay họ lại chưa có khả năng điều kiện, họ bị quẫn bách về mặt tài chính, và họ chưa thể có cái khả năng để trả nợ theo cái sự hứa hẹn ban đầu hoặc là theo thỏa thuận với lại các cái chủ nợ. Cho nên là trong khi đó thì cái tâm lý của các chủ nợ thì bao giờ cho vay cũng muốn phải đòi được nợ, và đòi được nợ càng đúng hạn thì càng tốt. Và chính bởi cái tâm lý mà mong muốn được đòi nợ một cách nhanh chóng như vậy, cho nên là các cái chủ nợ thường thường có một cái tâm lý là thôi thúc, thúc ép, và thậm chí là có những cái hành động mà hết sức là giáo diết để mà thúc ép các cái con nợ này càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá phải gì ạ, phải trả vào các cái khoản nợ cho các cái chủ nợ theo cái yêu cầu mà của các cái chủ nợ này. Trong khi đó thì tâm lý của những cái con nợ, mặc dù chúng biết, họ biết rằng là gì, họ phải trả nợ, nhưng bởi vì họ trong một cái trạng thái quẫn bách, họ không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cả, họ đang khó khăn vô cùng xoay sở, và cũng đã nhiều lần xin khất nữa rồi nhưng mà cũng không được chấp nhận. Trong khi đó thì ở một cái trạng thái tâm lý đang cung bách không biết làm cách nào để trả tiền, thì bản thân các cái chủ nợ này lại giáo diết, và thậm chí là có những cái lời nói hành động chẳng hạn như là đe dọa hay là sử dụng những cái biện pháp mà ép khống chế buộc các cái con nợ phải trả nợ, nếu không sẽ phải gánh chịu những cái hậu quả cho bản thân hoặc là cho gia đình. Thì rõ ràng ở cái trạng thái mà tâm lý đang bị thúc ép như vậy thì con nợ lúc này chỉ có một cái suy nghĩ đặt ra là gì ạ? Nếu như không trả nợ thì mình sẽ phải gánh chịu những hậu quả như nào đó, và nếu như mà không thể trả nợ được thì chỉ còn một cái cách là gì, hoặc là không muốn phải đòi nợ thì chỉ còn cái cách là gì ạ, là phải làm cho các cái chủ nợ kia im tiếng. Đấy. Hãy phải sử dụng những cái biện pháp gì đấy mà triệt tiêu, thậm chí là gì ạ, thủ tiêu các cái chủ nợ đi, thì mình sẽ có thể là gì ạ, thanh toán được các cái món nợ đấy một cách nhanh chóng nhất. Họ không nghĩ được đến những cái hậu quả gì trước mắt đang chờ họ, mà họ chỉ nghĩ rằng là gì ạ, nếu như họ sử dụng những cái biện pháp bạo lực và thậm chí là có thể thủ tiêu được các cái chủ nợ kia thì họ sẽ không phải thanh toán nợ, và đặc biệt là họ sẽ không phải đối mặt với những cái sự khống chế, những cái sự thúc ép, những cái sự đòi nợ giáo diết hàng ngày của các cái chủ nợ đối với mình nữa. Thông thường thì tất cả những cái quyền đi đòi nợ là quyền của các cái chủ nợ. Tuy nhiên thì không phải là cái chủ nợ được áp dụng bất kỳ một biện pháp nào, thậm chí là kể cả là những cái biện pháp bạo lực hoặc là những cái biện pháp vi phạm pháp luật để mà ép con nợ phải trả nợ cho mình. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là
là con nợ dựa vào cái vấn đề này để mà gì ạ, xù nợ hoặc là chây ỉ. Bởi vì rõ ràng là cái việc mà anh không thanh toán nợ đúng hạn nó là một cái mà nó vi phạm những cái thỏa thuận về dân sự, vi phạm pháp luật về dân sự rồi. Và thậm chí là có những cái hành động chẳng hạn như là những cái lời nói theo cái kiểu như là cố ý chây ỉ không trả, hoặc là có cái sự thách thức hoặc là đánh đố, thì rõ ràng đây sẽ là những cái mà hành động hoàn toàn tiêu cực. Nó sẽ tác động rất xấu đến cái tâm lý của các cái chủ nợ, và rõ ràng nó sẽ không thể mang lại những cái thuận lợi cho các cái con nợ trong trường hợp này. Nếu như mà cái sự nhẹ nhàng hoặc là những cái bằng những cái lời nói hoặc là những cái hành động, những cái cử chỉ theo đúng cái nghĩa là mình đã biết là mình không đúng hẹn, mình biết là mình sai rồi, nhưng mà cũng mong muốn rằng là bản thân các chủ nợ sẽ thông cảm hoặc là tạo điều kiện cho mình thuận lợi, hay là cho mình một cái khoảng thời gian nào đó, hoặc là sẽ tìm những cái cách chẳng hạn như là sẽ hứa với họ là trả trước một phần nào đó, hoặc là sẽ sử dụng một cái gì đó, một cái khoản tài sản khác để mà thay thế tạm thời cho cái khoản nợ này trong một cái thời điểm nào đó và trong một cái khoảng thời gian nào đó, hay chúng ta hay gọi là những cái cách mà để tạm thời giãn nợ, hay là thương lượng nợ vân vân, mà để cho bản thân các cái chủ nợ ít nhiều cũng được xoa dịu thôi, tạm thời có thể là chưa lấy được hết được nợ, nhưng mà họ hy vọng rằng là gì ạ, trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và họ có cơ sở để tin tưởng rằng là rõ ràng trong cái khoảng thời gian đấy họ vẫn có thể có cái cơ hội lấy lại tiền của mình, lấy lại cái tài sản của mình. Và khi mà họ có một cái niềm tin như thế thì rõ ràng là mọi cái hành động, mọi cái xử sự của họ nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và với cái cách hành xử như vậy thì rõ ràng các cái con nợ sẽ có những cái cơ hội mà để có thể có khoảng thời gian hơn, các cái chủ nợ sẽ cho một cái khoảng thời gian để mà có thể tiếp tục nghĩ cái cách để mà trả được cái món nợ của mình và vẫn giữ được những cái sự an toàn cho bản thân mình, cũng như là tránh đưa mình vào cái vòng lao lý hoặc là đưa các cái chủ nợ vào trong cái tình thế mà phải sử dụng những cái biện pháp mang tính chất bạo lực đối với chính bản thân các cái con nợ. Trong cái trường hợp mà các cái con nợ khi mà bị các cái chủ nợ đòi nợ một cách giáo giết, và thậm chí là hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều những cái chủ nợ đã sử dụng những cái biện pháp đòi nợ theo kiểu xã hội đen, thuê mướn những cái đối tượng côn đồ để mà thực hiện các cái hành vi mang tính chất là bạo lực, mang tính chất xã hội đen để mà gây những cái sức ép đối với chính con nợ cũng như là người thân của các cái con nợ. Và rất nhiều những cái vụ việc đã để lại những cái hậu quả về thể chất cũng như là về tinh thần cho các cái con nợ cũng như là người thân của họ. Do vậy mà trong cái trường hợp mà bản thân các cái con nợ khi mà bị cái sức ép hoặc là bị cái sự giáo giết từ phía các chủ nợ, và rõ ràng thấy cái nguy cơ gây thiệt hại về vật chất quá lớn cho bản thân mình cũng như là cho những người thân của gia đình mình, thì bản thân họ lúc này họ phải cầu cứu đến cái sự giúp đỡ của những người thân, và đặc biệt là phải cầu cứu, kêu gọi cái sự giúp đỡ từ phía các cái cơ quan chức năng. Bởi vì chỉ có những cái sự vào cuộc, chỉ khi được cái sự bảo vệ và cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mới có thể giúp cho họ cũng như người thân của họ có thể là gì được bảo vệ một cách an toàn, trước hết là về mặt tính mạng tại cái thời điểm rất là nguy cấp như vậy. Hoặc là trong trường hợp mà những cái người thân trong gia đình mà cũng phát hiện ra người thân của mình, con em của mình hoặc vợ chồng của mình mà ở trong cái tình trạng bị siết nợ một cách giáo giết như vậy, thì họ cũng phải trước hết là cũng phải kêu gọi cái sự đoàn kết tương thân tương ái giữa tất cả các thành viên trong gia đình để tìm những cái cách, những giải pháp để mà hỗ trợ, tập trung những cái tập trung tất cả những cái lực lượng cũng như là cái khả năng về mặt tài chính để mà tạm thời mà giảm được cái sức ép cho cái phía con nợ, nhưng để mà đảm bảo được những cái sự an toàn lâu dài ổn định là thì cần cũng phải thông báo cho các cái lực lượng chức năng, để mà các cái lực lượng chức năng sẽ có những cái biện pháp kịp thời để mà ngăn ngừa những cái hậu quả tác hại do chính những cái hành vi đòi nợ mà mang cái chất bạo lực đấy có thể xảy ra đối với chính các cái con nợ.
Alo em à, em chuẩn bị đi đi. Anh đang để đón em đây. Xong chút nữa anh còn đi đón con Huyền mà. Anh đưa nó ra Trần Phú. Anh nghe nhá. Mày mù hả? Mày đi tính kiểu gì đấy? Xin lỗi anh. Mày bây giờ mày tính nào mày đền đi. Bây giờ chỗ này ít nhất là 1 triệu. Anh nói vô lý nhỉ? Xe anh đâm vào xe em đây này. Bây giờ tao không có thời gian đâu. Bây giờ mày đền làm nào, đền tao đi. Bây giờ nhá, bây giờ anh với em mang xe vào chỗ kia sửa. Rồi hết bao nhiêu em gọi bố em ra thanh toán được chưa? Tao bây giờ tao không có thời gian đâu. Mày trả tiền tao luôn đi. Anh vô lý nhỉ? Mày thích vô lý nhỉ? Trên thực tế trong cuộc sống hiện nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là do cái sự tham gia giao thông nó càng ngày nó càng quá tải, trong khi đó thì cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các cái hoạt động về giao thông và đặc biệt là cái ý thức của cái người tham gia giao thông thì lại có cái xu hướng là gì ạ, hạn chế nên và thậm chí là rất là kém cỏi, và đây chính là cái nguyên nhân mà để gây ra các cái vụ va chạm giao thông và thậm chí là những cái tai nạn giao thông rất là thảm khốc. Vấn đề đặt ra là trong những cái trường hợp mà va chạm giao thông như vậy thì nếu như là những cái vụ giao thông mà cái hậu quả nó chưa đến mức nặng nề, hậu quả về người cũng như là về tài sản nó chưa đến mức nặng nề nhưng mà nó lại trở thành một những cái nguyên nhân để mà gì ạ, phát sinh những cái vụ án mạng, thậm chí cả những cái hành vi giết người bắt nguồn từ những cái xích mích trong các cái cuộc va chạm giao thông, và ở đây cũng có thể bắt nguồn từ chính cái cách ứng xử của những cái người tham gia giao thông mà khi họ có cái sự va chạm. Thì hiện nay thì các cái va chạm giao thông thì nó xảy ra ở hai dạng. Thứ nhất là có thể là va chạm giữa ô tô với nhau đấy, hay là giữa ô tô với lại xe máy, hoặc là có thể là chỉ đơn thuần là va chạm giữa các xe máy với nhau. Thế nhưng mà thông thường thì chúng ta có thể tạm thời là chia ra làm hai cái dạng. Thứ nhất là va chạm giữa cái phương tiện là ô tô với lại các cái phương tiện thô sơ khác. Thì theo cái thói quen của cái tâm lý chung của người Việt Nam thì trong cái trường hợp mà va chạm với lại xe máy thì bao giờ cái người đi xe máy ấy, họ vẫn có một cái tâm lý là gì ạ? Là lỗi bao giờ cũng thuộc về cái xe lớn hơn. Và cái ông người lái xe ô tô ấy thì bao giờ cũng phải là cái người là gì ạ? Có lỗi, và họ phải là cái người chịu bồi thường. Còn bản thân cái người đi xe máy thì dù là họ có lỗi, họ hoàn toàn lỗi toàn thuộc về họ rồi, nhưng mà họ vẫn là gì ạ? Họ vẫn ăn vạ, thậm chí là họ bảo kiên quyết là gì ạ? Là ông là lái xe ô tô nên ông phải bồi thường cho tôi là người lái xe máy. Thế thì trong những cái tình huống như thế thì chúng ta cũng có lẽ là cái điều quan trọng nhất đối với bất kỳ một cái cuộc va chạm xích mích nào là vấn đề đầu tiên là mình phải làm sao mà tránh gây ra những cái sự ùn tắc về mặt giao thông và gây ra những cái khó khăn cho những người tham gia giao thông khác. Cho nên là điều đầu tiên đối với cái trường hợp mà lái xe ô tô khi va chạm với xe máy ấy, thì phải giữ được cái sự bình tĩnh. Đầu tiên là phải hết sức bình tĩnh, và sau bằng cái sự bình tĩnh này được thể hiện bằng cái việc là gì ạ? Là trước hết mình sẽ phải đánh tín hiệu và táp xe vào cái lề đường hoặc là tại một cái thời điểm, cái vị trí mà mình cảm thấy nó thuận lợi nhất, an toàn nhất, và sau đó thì sẽ dừng xe và tắt xe, thậm chí là khóa xe và bước ra ngoài. Và khi quan sát là thấy cái người mà xe máy bị thương thì người lái xe ô tô cần phải giúp đỡ họ, hỏi han họ xem là họ có bị thương nặng hay không.
họ có cần phải đi cấp cứu hay không. Lúc này cũng không nên vội là tranh luận là ai là người có lỗi hoặc ai là người không có lỗi, mà điều đầu tiên là chúng ta phải xác định là họ có bị thương tích nặng hay không và cần có sự cấp cứu hay không. Ở trong trường hợp họ cần phải có cái sự cấp cứu thì chúng ta cũng phải áp dụng ngay những biện pháp cấp cứu, sau đó mới tính đến cái việc là gì ạ, bồi thường thiệt hại về tài sản hay không thiệt hại về tài sản. Tránh những cái trường hợp mà mình ức chế và xuống, khi mà mình xuống là mình đã tỏ những cái, có những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái lời nói hoặc là những cái sự đôi co thì sẽ vô hình chung nó sẽ gây ức chế cho chính cả phía cái người đi xe máy cũng như là cho chính lái xe, và cái vụ việc nó sẽ bị diễn ra theo một cái chiều hướng xấu. Đấy, tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà cái bản thân những cái người đi xe máy đấy họ lại không có cái thái độ bình tĩnh, và thậm chí là họ có một cái xu hướng là ăn vạ. Họ không cần biết thắng thua, thắng sai hay là trái như thế nào, và họ chỉ biết là gì ạ, ông đâm vào tôi và ông buộc phải bồi thường cho tôi. Đấy, và thậm chí là gì, có những cái đối tượng mà nó cố tình mà nó sẽ bố trí theo cái kiểu hội đồng, đi theo 2-3 người, và lúc đấy là không cần biết, mình chưa kịp phản ứng gì thì nó đã có thể sử dụng bạo lực đối với mình. Thì trong trường hợp đấy thì chúng ta cần phải xác định là cái sự an toàn của bản thân mới là cái yếu tố quan trọng. Chúng ta phải tìm cách để né tránh những sự tấn công từ phía đối tượng, và sau đó thì sẽ phải tìm cách để mà liên lạc, thông báo, tìm kiếm cái sự trợ giúp của cái cơ quan, lực lượng công an nơi gần nhất tiếp cận để có thể xử lý vụ việc. Lúc đấy không cần biết là tài sản có thể sẽ bị xâm phạm hoặc là bị phá hủy như thế nào, mà cái điều quan trọng lúc đấy là mình cần phải thoát thân, cần phải tìm cái sự an toàn cho bản thân mình trước.